hoa cúc vàng quân tử, dầu cỏ heo cũng không rời nhị. Hoa cúc vàng thanh cao, dầu cỏ heo cũng không phai màu. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ chăm tu, dầu cỏ khó, dầu cỏ khó cũng không nan lòng, cũng không nan lòng. Dầu cỏ khó, dầu cỏ khó cũng sẽ vượt qua, cũng sẽ vượt qua. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, tu pháp Phật lục hòa. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, tu pháp Phật lục hòa. Một, thân hòa đồng trụ. Hai, khẩu hòa vô tranh. Ba, ý hòa đồng duyệt. Bốn, giới hòa đồng tu. Năm, kiến hòa đồng giải. Sáu, lợi hòa đồng vươn. Ở đâu có lục hòa, ở đó có an vui. Ở đâu tu lục hòa, ở đó có giải thoát. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, tu pháp Phật lục hòa. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, cùng nhau làm phần sự. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, cùng nhau tu tinh tấn, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Nam Bảo, truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian. Hoa cúc vàng quân tử, màu hoa của giải thoát. Câu lạc bộ cúc vàng, tu tập cầu giải thoát, giúp đỡ cho mọi người. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, tu tập cầu giải thoát. Câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, câu lạc bộ cúc vàng, câu lạc bộ an vui, câu lạc bộ cúc vàng là những người Phật tử tu tại chùa Ba Vàng, luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô Sư phụ và đại chúng. Cảm ơn các con, cảm ơn Phật tử Phạm Thị Yến đã sáng tác bài hát rất ý nghĩa. Kính thưa đại chúng, chùa chúng ta có lễ hội hoa cúc. Hoa cúc cũng là biểu tượng văn hóa thời nhà Trần. Các thiền sư thời nhà Trần rất là quý, rất là mến hoa cúc, nhất là ngài thiền sư tổ sư Huyền Quang, đệ tam tổ thiền phái Trúc Lâm. Ở chùa chúng ta cũng lấy biểu tượng hoa cúc, vì hoa cúc có những cái đặc tính rất là quý. Ngày lễ hội hoa cúc của chùa chúng ta là ngày 9 tháng 9 âm lịch. Nhưng đáng nhẽ năm nay là chúng ta có lễ hội hoa cúc đấy, nhưng vì dịch Covid thế này cho nên chúng ta vẫn phải hoãn lại. Thầy rất cảm ơn Phật tử Phạm Thị Yến là chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa đã sáng tác bài hát về câu lạc bộ, nhưng lấy hình ảnh của hoa cúc, hoa cúc hàng trăm cánh, nhưng mà dẫu có héo cũng không rời, không rời nhụy. Cái đấy là điều đặc biệt. Thầy rất là mong tất cả tăng ni Phật tử chùa chúng ta là một khối đoàn kết, các Phật tử cũng thế, trong câu lạc bộ cũng thế, đoàn kết với nhau, sống hòa hợp, yêu thương, chúng ta cùng tu tập và thực hiện lời Phật dạy, để làm sao cho đạo pháp ngày càng được sáng tỏ và làm sao Phật pháp được lan tỏa rộng khắp, để giúp cho người bớt khổ,
giúp cho thế gian này bớt khổ, được an vui. Đó là cái điều mà Thầy mong muốn. Và rất cảm ơn các Phật tử, cảm ơn các bé trong câu lạc bộ Thầy Trẻ.